Chị bị lát xì rồi, hình như cái này không ngon. Ôi dồi ôi, anh ơi, em nên cảm ơn, em chắc chắn vào nước ngon đấy. Đấy, chưa gì đã rất hết vãi rồi. Ôi dồi ôi, anh ơi. Sao? Em bốc nhầm vào nước cái gì rồi sao ấy, khắm khắm anh ạ. Nước gì đấy? Ôi, ngon, mát lạnh luôn. Nước gì đấy? Như nào? Ngọt anh ạ, thơm, mùi táo. Uống nước mình. Để em, để em. Thì chị chẳng nghe gì cả. Nước này để em uống. Nước này của chị mà. Nhưng mà để em uống trước á. Không, để chị uống. Em uống một nửa thôi. Nước của chị uống sao lại đi lấy nước của chị? Chị phải nhường em chứ. Của em. Ôi, ôi, ôi. Hai đứa làm cái gì đấy? Anh Thái ơi, chị Hằng hóng hớt không cho em nước đâu. Nước này là nước của em, tự dưng cún BD chạy đến đòi uống nước của em chứ. Chai nước này gì? Bây giờ á, anh sẽ đi pha nước cho mỗi đứa cốc. Yeah. À, không, không, không. Cái gì? Cái chai này nếu mà bé tí này mà pha đôi ra thì được bao nhiêu mà uống nữa. Để cho em uống hết chị nhá. Bây giờ anh sẽ pha nhiều hơn được chưa? Yeah. Vâng, anh phải pha thêm mấy loại nữa nhá. Được, anh sẽ pha nhiều lên. Mình sẽ chế biến ra các loại nước cho hai bạn ấy chơi một trò chơi nhá. Đó là trò chơi đừng uống nhầm nước uống kinh dị nha các bạn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ có rất là nhiều cốc như thế này. Đây là một lọ nước siro rất là thơm luôn. Đây mình sẽ có thêm nước một loại nước uống rất ngon mà vừa đã lấy được của hàng Hóng Hớt. Rồi mình đổ vào đây. Đấy, hết luôn. Tiếp theo là một chai nước Fanta nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đẩy lắp vào cho đỡ bớt mùi nha các bạn nhé. Đâu nước đâu anh ơi, anh bỏ anh đây. Anh bỏ nhiều nước hơn mà, đâu đâu. Đúng rồi, nước của em đâu. Ôi, hết nước rồi chị ơi. Anh uống hết nước rồi á? Đúng rồi. Không không, đấy là cái vỏ thôi. Bây giờ nhắm mắt lại nào. Yeah. Anh sẽ biến ra nước nhá. Yeah. Chưa được đâu nhá. Anh biến hơi lâu đấy. Ừ, cái chép này của anh biến nó hơi lâu tí. Anh Thái anh biết phép thuật từ bao giờ đấy? Không biết rồi chị ạ. Anh đi theo thầy cúng đã lâu rồi. Thế anh biến thì em sẽ thích ăn nhá. Bình tĩnh. Đâu thế? Sao không mở mắt ra? Cái gì đây? Cái thùng gì đây anh? Cái đây gì là nhỉ? Thùng uống nước kỳ diệu 5 sắc cầu vồng đấy. À, có lần 5 loại nước khác nhau đấy. Thằng Hóng Hớt nói đúng rồi đấy. Thế uống nha anh ạ. À muốn muốn. Để chị. Được. Để chị uống. Để em uống. Không, để chị uống. Không phải tranh nhau. Anh đã đầu tư nước cho rồi, bây giờ phải uống. Nhưng anh lưu ý là trong này nhá, anh đã thêm được 3 loại nước ngon. Tuy nhiên là có 2 loại nước uống kinh dị. Lại thế nữa. Sao cho nước kinh dị vào đây anh? Thế nó mới hay. Đứa nào muốn uống nước nào? Em. Đấy, thế ai cũng muốn uống nước. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi như sau. Chúng ta sẽ có một vòng quay may mắn đang ở trước mặt đây. Mỗi một người sẽ có một lượt quay. Ai bắt được số nào, nhắm mắt mà bắt được cái số nào là phải uống cốc nước ở cái số ô số đó. Biết chưa? Vâng ạ. Vâng ạ. Này là chơi thử thách đấy. Đúng rồi, đây là một thử thách. Bạn đu tì đi. Bạn đu tì đi. Bạn đu tì ra cái gì ra cái này. Ô chàng chưa rồi. 2, 3. Bắt. Màu. Số 3. Màu vàng là cái gì đấy rồi ơi. Cầu mong nước không ngon, nước không ngon, nước kinh dị. Nước không ngon, nước kinh dị. Yeah! Đúng loại nước của em rồi. Wake up 247. Ngon lắm. Yeah! Đúng được em đấy. Cầu mong vào không nước ngon. Nước kinh dị. Bắt. Ô số 5. Số 5 đây, số 5 của em đây. Rồi bây giờ cuốn thưởng thức đi. Chị bị lát xì rồi, hình như cái này không ngon. tình cảm mà em chắc chắn vào nước ngon đấy. Đấy, chưa gì đã rất hết dãi rồi. Chắc chắn vào nước ngon rồi, em khẳng định anh luôn. Nào. Ngon không? Ngon không? Nuốt đi. Ừ, ngon không á? Ôi dồi ôi anh ơi. Sao? Em bụng nhầm một nước cái gì rồi sao ấy. Khắm khắm anh ạ. Ôi thế số nào là một khắm rồi. Hồi này em phải luyện bàn tay của em lại thôi. Đen lắm rồi anh ạ. Rồi nào, chơi tiếp, lượt nữa. Chơi tiếp. Ôi nước ngon, em phải nhất định uống nước ngon. Nào, đấy là hết. Nhắm mắt nào. Ô số 2. Số 2. Số 2. Số 2 nhá. Hồi hộp thế. Cái gì đấy? Ngon, ngon, mát lạnh luôn. Cái gì đấy? Cái gì như thế nào? Ngọt, anh ạ, thơm, mùi táo. Chắc là nước táo ạ. Anh Thái Chuối ơi, cho em xin một hớp nữa nhá. Không, đi chị uống hết thì đi em không qua chúng em uống chứ. Lần này à? Rồi, lần cuối này đi. Lần mày có đến không? Quay. 5. Ô, số 3. Sướng nha, số 3 sướng nha. Nước là vừa rồi quay phải cái gì nhỉ? Nước ngon 247 ạ. Nước ngon rồi uống ạ. Trắng miệng. Ngụm thích đâu. Không, uống mỗi người được một ngụm thôi. Ngọt lắm. Nước vừa rồi á, nước khắm khắm là em phải uống 2 lần chứ. Vỗ tay, vỗ tay. Rồi, bây giờ chơi tiếp lần nữa không? Có ạ, có ạ, em phải uống nước ngọt của anh mới được, em chưa uống. Rồi, nào. Ăn hết, bắt đầu. Số 1. Số 1 à? Số 1 chàng uống chưa? Chưa. Không biết có khắm không nữa. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ngon đó anh ạ. Ôi trời ơi. Nước này có phải nước của Hằng Hớt không? Không ạ. Thế thì chứng tỏ nước này. Nước này nước của anh nhưng mà là nước ngon. Nước này nước cam. Lại linh cảm nước này ngon lắm anh ạ. Điểm báo. Kinh dị. Bốt. Số 5. Số 5. Gì? Rồi bộ dứa mà. Ừ. Dứa như thế nào? Lại. Cái tay thối thế. Đây. 5 về nhiều hơn. Nhưng mà bỏ dứa lại không? Thế cho chơi lại. Cho quay lại. Còn khớt trở lần nhá. Quay. Không chơi bẩn nhá, giữ nguyên tay nhá. Số 4. Số 4 là nước gì đây? Số 4. Cái gì ạ? À sữa. Bây giờ không số 4 đâu. Đây, màu đỏ. Là con quả may mắn đấy. Phải đi con hơi thật dài mới chưa? Thật đấy. Đúng rồi. Chắc không ngon đấy. Cuốn lại đủ nước rồi anh ạ. Nước đi. Cuốn về chạy đâu ấy. Thế là em thắng rồi. Em uống được 3 loại nước rất là ngon anh ạ. Thôi nhá, không cười nữa đâu nhá. Em uống 3 loại nước hết rồi. Nhất là sữa chua rồi còn ngon nè. Không phải chua nhưng sữa chua đâu chị à. Chua kiểu chua nấm luôn ấy, chua lét luôn. Chua không muốn đâu phải nhổ đi. Đấy, 1, 2, 3 là đều ngon, 4, 5 là sữa nước uống kinh dị. Do cuốn hay tranh đồ ăn của em ạ. Đúng rồi, đây là do nghiệp quật đấy cuốn ạ. Em điên thôi, đuổi quên đi nhá. Tự nhiên nước của người ta thì đến giành. Đúng rồi đấy ạ. Thế bây giờ là nghiệp quật chứ, nghiệp. Cho quay lại 2 lần nhá. Đấy, nghiệp quật đấy. Yeah. Thế là cuốn thử nghiệm mà 2 cái cốc mà chưa quay được đây. À, phê không? Phê anh ạ. Nước gì nhỉ? Nước cam. Nước gì ấy? Nước gì đố đoán đúng không? Mát lạnh luôn. Ngon. Nước thạch anh ạ. Đây là Shiso táo. Còn ô số 3 là uống rồi đúng không? Đúng rồi. Cũng uống số 3 rồi á. Thế quay 3 lần rồi. Chơi đây kết thúc rồi. Lần sau à, bây giờ anh nhắm mắt vào anh này biến cất đồ cái. Chiu. Nhắm mắt vào. Nhắm mắt vào. Anh biến kinh nhỉ chị nhỉ? Ừ. Biến ác liệt nhỉ? Ngầu đấy. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Cheno nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hằng Cheno để kết bạn với chị Hằng nha.